có lộ trình 131 km từ thành phố Nha Trang đến thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Chặng thi đấu thứ 6 giải xe đạp nữ Bình Dương lần thứ 11 năm 2021 Cúp Biwase là một thử thách hấp dẫn cho sự tranh chấp những chiếc áo danh giá. Đặc biệt, chặng thi đấu thứ 6, các vận động viên còn phải chinh phục 4 ngọn đèo còn lại trên tổng số 7 ngọn đèo để xác định chiếc áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi. Ngay sau khi rời thành phố Nha Trang, các coureur đã phải chinh phục đèo Cù Hin và 3 ngọn đèo Vĩnh Hy của tỉnh Ninh Thuận. Không ngoài dự đoán, các vận động viên của tuyển Biwase Bình Dương và Đinh Thị Như Quỳnh, nhà vô địch SEA Games 30, đã mạnh dạn tấn công để giành chiếc áo chấm đỏ. Ngay từ ngọn đèo đầu tiên, đèo Cù Hin, coureur Đinh Thị Như Quỳnh đã về nhất, qua đó tích lũy thêm cho mình 10 điểm trên bảng điểm áo chấm đỏ nữ hoàng leo núi. Nhưng đây là một ngày thi đấu quá xuất sắc, đồng đều của các vận động viên công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời An Giang. Theo đó, dưới sự hỗ trợ của đồng đội như Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thi, Nguyễn Thị Thu Mai đã về nhất đèo Vĩnh Hy 1, Vĩnh Hy 3 và về nhì đèo Cù Hin, Vĩnh Hy 2, đạt tổng điểm đèo là 68 điểm. Qua đó, Nguyễn Thị Thu Mai chính thức đoạt chiếc áo chấm đỏ chung cuộc. Nhiệm vụ của cô rơ này là hoàn thành các chặng thi đấu còn lại theo điều lệ giải. Trước tiên thì em xin cảm ơn ban huấn luyện và chị em của đội Lộc Trời và tập đoàn Lộc Trời An Giang và Hàng Lộc Trời An Giang đã tạo điều kiện và hỗ trợ cho em ở chặng ngày hôm nay để em ăn được chiếc áo đỏ. Là chiến thuật thì chị em thì sẽ cùng nhau cố gắng hỗ trợ, tự tin, bản lĩnh thì chị em cùng nhau vượt qua để giành chiếc áo đỏ của em ngày hôm nay ạ. Cảm xúc của em thì là rất vui mừng tại vì là lần đầu tiên em được thắng điểm áo đỏ và mang về cho đội Lộc Trời của em là chiếc áo đỏ. Em rất vui và niềm vui đó em xin chia sẻ cùng với ban huấn luyện và chị em trong đội của em ạ. Ở chặng thi đấu thứ 6, vì tính chất quan trọng của 4 ngọn đèo để xác định chiếc áo chấm đỏ chung cuộc, nên các vận động viên đã rất nỗ lực và về nhất để lấy 2 điểm thưởng dọc đường là Hồ Ngọc Lan Phương đội Vĩnh Long và Nguyễn Thị Kim Cương đội thành phố Cần Thơ ở Sprint 1 và 2. Đặc biệt, sau khi đổ hết đèo Vĩnh Hy, các vận động viên đã chia thành nhiều top. Trong đó, đáng chú ý, ở top đầu có gần 20 vận động viên, trong đó các tay đua của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời An Giang như Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Thu Mai, Nguyễn Thị Thi luôn là đầu máy kéo đẩy cao tốc độ dẫn đoàn. Qua đó, Nguyễn Thị Thật của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời An Giang đã xuất sắc cán đích đến đầu tiên trước trung tâm văn hóa tỉnh Ninh Thuận. Về sau là các tay đua Nguyễn Thị Thúy Liên của thành phố Hồ Chí Minh Vinama về nhì. Nguyễn Thị Thu Mai cũng của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời An Giang về ba. Sau chặng 6, các danh hiệu áo vàng, áo xanh, áo trắng chưa có sự thay đổi. Song do Nguyễn Thị Thu Mai đang đạt danh hiệu áo vàng, nên áo đỏ được trao cho người có tổng điểm đèo về nhì mặc thay. Áo xanh thuộc về Nguyễn Thị Thật, Nguyễn Thị Kim Cương đang tạm mặc áo trắng. Ekip của công ty cổ phần tập đoàn Lộc Trời An Giang vẫn đang xây chắc vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng đồng đội. Ngày mai 25 tháng 3, cuộc đua tiếp diễn bằng chặng thi đấu thứ 7 có lộ trình 127 km từ Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận về đến Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Đây sẽ lại là một chặng đấu khó khăn bởi các tay đua nữ phải đương đầu với những cơn gió bạc ngang trên cung đường ven biển để về đến thành phố Phan Thiết của tỉnh Bình Thuận.